All new PCX. Innovate your luxury. Dreams. Honda Việt Nam ra mắt thế hệ Airblade mới 150 và 125 phân khối nổi bật với uy lực bứt phá. Động cơ 150 phân khối cùng khả năng tăng tốc mạnh mẽ, chỉ mất 6,2 giây để tăng tốc từ 0 đến 100m với vận tốc từ 40 km/h. Khung xe dáng thể thao mang đến cảm giác lái linh hoạt nhưng vẫn thoải mái. Thiết kế hoàn toàn mới với đường nét gọn gàng, dứt khoát, mang đến tự tin và kiêu hãnh cho người lái. An tâm hơn với hệ thống chống bó kính phanh ABS được trang bị trên phiên bản Airblade 150 phân khối cùng tiết diện lốp lớn hơn. Tiện ích đẳng cấp cùng hệ thống khóa thông minh với báo động chống trộm, hộp đựng đồ rộng rãi kết hợp đèn soi và cổng sạc với công suất lên đến 12W. Phá nổi bật. Uy lực bứt phá Airblade hoàn toàn mới. Honda luôn vì bạn. The power of dreams. Hoàn toàn mới, kiêu hãnh độc tôn. Honda luôn vì bạn. All new Beat, be awesome together. Awesome together.
tại Shake your world. That's right. Prestige. Shake it. That's right. Let's start urban. We are better than ever. Whatever we are together. There's no time for the old world. Change it now or never. You gotta make it. So shake it. Club 12. So shake it. Yeah. Let's turn it on. Hype up your life and make it alive. Come on and just lift up your style. Change your life and make it outstanding. Shake, shake, shake your world. Hype up your life and make it alive. Shake, shake, shake your world. Hype up your life and make it alive. All new Scoopy. Shake your world. Shake, shake, shake.